Điểm hẹn Chúa Nhật Chúa Nhật thứ 34 thường niên Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ ngày 24 tháng 11 năm 2024. Song hành tình Chúa lòng xót thương. Song hành bỏ hết mọi vấn vương. Song hành chỉ có tình mến thương. Song hành Cùng tiến về thiên đường nhà truyền trung thăng đập tan mỗi dây hận thù tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu so thương chia sẻ qua người yêu đuối lầm than kịp nguồn úi an đỡ nâng ai bước hoang đàn sống hành bên chúa lòng sao thương sống hành bỏ hết mọi vấn vương song hành cho tình mến thương Dòng hành cùng tiến về thiên đường Mến chào anh chị em và các bạn Đêm hẹn Chủ nhật hôm nay Chủ nhật thứ 34 thường niên lễ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ. Mến chúc anh chị em và các bạn một chúa nhật thật vui thật bình an. Lễ Chúa Giêsu Kitô Long trọng bạn đem Chúa vào trong tâm hồn của mình, trong gia đình của mình, để Chúa làm vua tâm hồn, làm vua gia đình, vua cộng đoàn. Chỉ khi đó mới có được sự bình an đích thực. Mình chúc anh chị em có được bình an đích thực trong lòng thương xót của Chúa. À, thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng tôi mời anh chị em và các bạn hiệp hành với Tú Minh Khát Vọng. Có lẽ anh chị em thấy uh, chiếc áo đã nói lên... Uh, Nguồn gốc của người anh em này. Lễ Chúa Kỳ Tô Vua Vũ Trụ mời gọi mỗi một người nhận Chúa làm vua cuộc đời của mình. Làm Chúa cuộc đời của mình. Nhưng có rất là nhiều người đã lấy tiền bạc, đã lấy danh vọng, đã lấy chức tước địa vị hay là những đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke làm vua của mình để nó làm chủ cuộc đời của mình mà đánh bật chúa ra khỏi cuộc đời cho nên cuộc đời cứ bị lên xuống bởi ma quỷ nó đưa lối nó dẫn đường không để cho chúa làm chủ cuộc đời của mình cho nên nó xảy ra bao nhiêu điều đau khổ bao nhiêu tội lỗi bao nhiêu hậu quả của những tội lỗi ấy Xin anh chị em trong buổi chia sẻ này chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời của mình và để dẫn chứng điều đó mình chị em gặp gỡ một chứng nhân đã không để Chúa làm chủ cuộc đời của mình mà để cho những đam mê khác cờ bạc rượu chè xì ke nó làm chủ cuộc đời của mình và nhất là lấy mình làm chủ cuộc đời của mình tôi làm chủ cuộc đời của tôi không cần có ai hết tôi là Chúa tôi là vua tôi nói sao thì cũng phải như phải như thế không được cãi không được gì cả thưa anh chị em chúng ta gặp gỡ tú mình khát vọng um, con giới thiệu lại cho mọi người mà biết tên con là gì bao nhiêu tuổi ở đâu và đang làm gì nhà thờ cha con chào cha và mọi người con tên là do an bautista nguyễn tú minh năm nay con 30 tuổi con lớn lên tại giáo xứ vinh lưu giáo phận phan thiết đây là hiện thuộc hiện đang làm việc tại Cà phê khát vọng lòng thương xót ạ Vâng là lâu lắm chúng ta mới có dịp mời những anh em Hoặc là thiên Nguyễn tín thác Hoặc là cà phê khát vọng lên để chia sẻ về cuộc đời của mình à, Tú Minh à, chia sẻ cho mọi người à, Kể lại cho mọi người nghe cuộc đời của mình à, Lớn lên trong một gia đình như thế nào à, Từ bé đến lớn um, như thế nào đã rồi đến chặng đường nào mà tôi mình bắt đầu bẻ cuộc đời của mình đi cái con đường khác tức là không để Chúa làm chủ cuộc đời của mình nữa kể okay, về gia đình của mình trước nhà dạ, thưa cha và cộng đoàn con được mà may mắn hơn các bạn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ và bà ngoại và tất cả mọi người thân trong gia đình đều lo lắng và chăm nom cho con gì? con nhà con đạo gốc con uh, nhà con có năm ba mẹ và ba anh em, con là đầu, đứa em thứ hai nhỏ con uh, ba tuổi, đứa út thì sinh năm 2006, năm nay 18 tuổi, nhà dạ, ba trai hết ạ. À. Không có cô nào? Dạ không. Vâng, nhà có tam tướng thưa anh chị em, uh, ông nào làm tướng lớn nhất trong nhà? nhà dạ, thưa cha, con. <laughs> uh, nhưng mà từ trước khi làm tướng thì cũng phải là người dân thường, vì... Từ lúc bé mà lớn lên cho đến khi mà trượt dài đó Thì tụi mình lúc đó sống như thế nào trước đã Thưa cha hồi nhỏ con cũng chán trẻo đẹp trai cũng thông minh lắm Con đi học thì cũng được thầy cô yêu thương và con học cũng giỏi lắm Về bên nhà thờ thì con cũng vô tham gia vô các hội đoàn Hội Lê o, đọc kinh Mani kinh nước mẹ mỗi ngày á rồi cũng vô ca đoàn, con hát không có hay nhưng mà con uh, hay, hát. hay hát. nên sơ cho cho con vô ca đoàn. mà trong thời gian lớn lớn lên xíu uh, thì uh, cỡ chừng uh, 12 13 tuổi uh, con uh, lớp mấy? lớp 7, lớp 7 uh, con uh, kiểu như bắt đầu nghiện nghiện game, đi chơi game rồi không có đi tập hát, không có đi lễ đi á uh. rồi uh, lúc đó con không có đi nhà thờ thì lâu lâu mới đi lần thôi còn lúc đó con trốn đi chơi game, trốn đi chơi game với các bạn rồi uh, lâu sau uh, thì uh, mọi người các sơ các bạn thấy con không có đi uh, đi lễ rồi đi học hay là đi uh, tập hát ca đoàn á uh, mới uh, báo về gia đình con, báo mẹ con biết thì lúc đó mẹ ba mẹ con mới biết là con uh, toàn là lừa ba lừa mẹ để đi đi chơi đi chơi game không thưa cha. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, có nhiều cách trượt dài. Một trong những cú vấp ngã đầu tiên, và có lẽ bây giờ thì rất là nhiều người, nhất là bạn trẻ, thiếu nhi cũng vậy, vấp phải, đó là mê game. Thì lúc đó, mẹ tú Minh mê game thì cách đây khoảng bao nhiêu năm rồi? Dạ, thưa cha, cách đây cũng, năm nay con 30 thì, cách đây 16, 17 năm rồi cha. Vâng, anh vâng, chị em, cái game đó nó không phải bây giờ mới hoàn hành, mà nó đã phát tán và nó gây tác hại cả 20 năm nay Lúc tôi Minh mới có 12 tuổi à? 12. Vâng 12 tuổi Có những em bây giờ mới có 2 tuổi đã mê game rồi chưa biết đọc, chưa biết viết nhưng mà chưa game rất là giỏi Vì bố mẹ thấy nó khóc mà Cứ để cho nó cái điện thoại để game rồi cho nó ngồi nó chơi Nó mê mẩn nó chơi, nó chả nói chuyện với ai Và kết quả là gì? Là nó không nghịch, không phá mà nó đi vào tự kỷ Tức là nó chỉ có biết nó mà thôi Có đứa không nói được nữa Vì game đâu có gì phải nói chỉ có mắt với tay thôi Đúng không ạ? Này có mê game không? Còn người cô kia Có Mê game nay bao nhiêu tuổi? Mê mấy, mấy năm rồi? Ba năm rồi ừ, Đã thoát được chưa? Chưa Thì bây giờ chị có nghe câu chuyện của Tú Minh này Rồi mà là thoát sớm đi Có quá trễ Quá trễ Thì nhiều lắm thưa anh chị Đủ mọi giai cấp Từ bình dân cho đến trí thức Từ nhà quê cho đến thành phố từ giàu đến nghèo vì nghèo cũng chỉ cần mua cái điện thoại là ngồi quẹt game được rồi đúng không ạ vâng nó không phải là một trò chơi xa xỉ nhưng mà nó là một trò chơi mất thì giờ và gây tác hại vào trí não của con người đứa bé nó cứ chơi game thôi bố mẹ vui vẻ thấy cháu nó ngoan lắm nó cứ ngồi nó quẹt ra, nói năng gì cả Trít nó cũng chả nói gì với mình nó cũng mình chả nói gì với nó và cuối cùng nó đi vào con đường tự kỷ là cứ lầm lầm lì lì không tiếp xúc với ai sợ ánh sáng sợ đám đông và không có nói chuyện với ai được nữa hậu quả của game và tú minh còn nặng hơn nữa đấy là đang là một cậu cậu bé ngoan ca đoàn rồi hội đoàn rồi đi học thông minh đúng là tú minh thông minh ấy thế nhưng mà cái sự thông minh ấy lại bị đi lệch vào con đường chơi game vì chơi game cũng phải có một trí thông minh thế nào đó mới chơi được chứ còn ngơ 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 ngác ngác như tôi thì chắc cần chắc, chắc biết cái gì mà quẹt thưa anh chị em thật thú thật là bây giờ đưa cái game nào cho tôi mà có có cả trúng cả tỷ thì tôi cũng chịu chết thế nhưng mà các em nói thật chứ chơi game vậy có được phần thưởng nhiều không nhà thưa cha chơi game chỉ chỉ được vui rồi chủ yếu là hơn nhau hơn ai, hơn hơn mọi người, mọi người cùng chơi với mình nhá, à. là mình chơi game là mình có một cái con tài khoản ảo á, ừ. là mình đua nhau là để hơn nhau cái con đó. Ừ. Khi là... Chứ có được thưởng cái gì không? Dạ không, nó tất cả thưởng là chỉ là ảo ở trong tiền hay là cái vàng hay là cái gì ở trong game chỉ là ảo thôi. Rồi mình có phải mua trò chơi không? Dạ có. Rồi có phải mua điện thoại không? Dạ không, lúc đó chơi bằng có tiệm net hết cha, tiệm à. net ở à. xa rồi tụi con đến chơi. À những cái tiệm nét vì họ ngồi có các em nó ngồi mà Đến mức độ mà nó đi lạc đâu gần một tháng bố mẹ không biết nó đi đâu mà tìm rồi cuối cùng tao đi vô cái tiệm nét mà đi tìm thì nó bố mẹ nó vô thấy có một cái dáng đúng là con của mình nhưng mà lại tưởng là một ông lão nào đó vì không còn nhận ra con của mình nữa nó chơi cứ từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng rồi ban sáng nó ngủ người gà ngủ gật xong nó lại chơi tiếp chơi ngay chơi đêm cứ liên lỉ như vậy có đứa nó không ăn không uống đâu mà nó cứ chơi đến mức độ nó mê còn hơn là ma túy nữa bố mẹ đưa nó về thì một tháng mà nó ngồi như là một ông già u sao lù xù rồi khờ khờ khạc khạc người lù đào lù đù lên không còn biết cái gì nữa nó mê đến mức độ khủng khiếp như vậy thương chị em cho nên cái gì nó cũng là con dao hai mặt game cũng là một trò chơi để mình sáng tạo để mình mở mang trí óc nhưng mà nó lại cuốn hút mình vào cái điều mà hết sức ảo một cái mà con người ta không tỉnh được vì nó ảo như thú minh vừa mới nói là tài khoản ảo rồi phần thưởng ảo rồi cái gì cũng ảo hết mà mọi người tranh nhau cái ảo đó tao hơn mày mày hơn tao muốn khẳng định mình nó làm cho cái sự háo thắng con người mình phải thắng cho bằng được phải tìm cho được kho tàng đó phải diệt cho được um, bao nhiêu là đối thủ đó để mà mình là người thắng thắng rồi xong có được cái gì đâu mất thì giờ uh, tốn tiền ngồi nét rồi tốn sức khỏe để được cái gì thưa anh chị em những người nào đang nào đam mê và cái đó hãy tỉnh ngộ đi đừng để quá muộn đừng có biện hộ là có sao đâu con giải trí mà cha Giải trí gì đang ngồi chơi với bạn bè mà cứ phải không chơi nói chuyện với bạn bè mà cứ cầm cái cái điện thoại mình quệt quệt thì nó còn ra cái gì nữa hay không? Mình có còn tương quan tương giao với người khác nữa hay không? Trong lúc người ta đang hát thì mình không thưởng thức bài hát cũng ngồi cầm điện thoại quệt 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 quệt, quệt vậy thì mình tương quan với ai? Và thậm chí đến lúc về sau có người vô nhà thờ cũng vẫn cầm một game mà chơi nữa. Nên nó nghiện rồi, nó không làm chủ được mình nữa Mình cứ bảo mình giải trí Nhưng mà thực sự mình đang làm nô lệ cho nó làm nô lệ cho nó vì mình không bỏ được nó tức là mình làm nô lệ cho nó còn tôi làm chủ được thứ tôi cầm lên được thì tôi bỏ xuống được phải như vậy mới là người tự do mà chúng ta vô tình hay là cố tình nữa chứ không phải vô tình đưa đầu vào cho nó chồng vào cổ mình mình cứ chồng vào đi mấy tao được chơi game thì thôi Mình là người học thức mà mình phải biết suy nghĩ đúng sai chứ phải biết cái nào nên cái nào không nên chứ mà tôi thấy nhà quê không mê game bằng có khi dân thành phố mà người học thức có khi mê game hơn những người bình dân bình thường tại vì nó 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 có là cái gì đó hút cuốn hút mình nó khám phá ra phải tìm tòi thế này thế khác và đánh mất cả cuộc đời của mình vào game như câu chuyện của tư mình bắt đầu bằng câu chuyện game bắt đầu bằng câu chuyện game mới đầu cũng nghĩ là giải trí đúng không con dạ vâng mới đầu thì con chỉ theo mấy bạn đi chơi cho nó vui giải trí bài tiếng đồng hồ mỗi tuần gì đó thôi nhưng thời gian sau thì bị uh, lẫm vô là đua nhau để mà theo cái phong trào lúc đó là mình phải hơn người ta rồi uh, tập trung vào nhiều thời gian uh, chơi nhiều thì mới hơn được cứ chơi ít thì nó không hơn rồi mình cứ trượt dài vô như vậy học hành cũng không được rồi uh, biết bao nhiêu là tiền uh, chơi vô đó rồi lúc đó con cũng không có tiền chơi còn bé quá mà đi chỉ là chỉ nói xạo ba mẹ Rồi lấy tiền đi học thêm không có đi học thêm rồi chơi game rồi ăn cắp tiền của mẹ ở nhà rồi đi chơi game kiểu vậy cha ừ. rồi tiếp theo tiếp theo nó kéo theo hậu quả nào chúng ta thấy mới sơ sơ đã nói dối rồi rồi uh, ăn cắp mà cứ sẽ tiếp tục mãi kể tiếp cho mọi người nghe tiếp theo Hầu quá thì việc bà học học của con uh, xa suốt không có không có bài không có vở mãi đến năm lớp 9 thì con uh, tất cả các môn con không có không có điểm để xét uh, xét để lên lớp và không có uh, những đa số là tất cả 70% phần là con không có điểm không có con nghỉ học vắng học một tháng ba ngày con nghỉ hết 10 mười ngày rồi có khi con đi học có tiết đầu cô chủ nhiệm mới thế sau là con viết giấy báo bệnh con con nghỉ nên lớp chín là con ở lại lớp không có điểm Kiểu... rồi lúc đó bố mẹ có phát hiện ra không và đã có biện pháp gì để can trọng nhà có lúc đó bố mẹ con cũng phát hiện con chơi game rồi học hành không có học bài rồi cũng ăn cắp tiền của bố mẹ rồi đi học thêm nhiều mà không có đi và lúc đó rồi bố mẹ cũng khuyên bảo con rồi không có cho con đi đâu và bố mẹ con chở con đi không cho con ra khỏi nhà nhưng mà con cũng tìm cách con trốn con tới trường rồi con lại những cái lúc đi học bố mẹ đâu có con lại trốn học từ trường chở con tới trường xong con học được một, một tiếng hồ xong là con lại trốn học con đi rồi tới trưa con lại về nhà rồi tới chiều có giờ thể dục hay là giờ gì con lại đi nhưng mà con không có đến trường con lại tới giờ kiểu như là tới tối con lại kêu đi lễ rồi đi uh, đi chầu ngày nào cũng sốt sáng không nhưng mà không có con đi chơi game có cái đi chầu nhưng mà chầu rìa chầu ngoài uh, tiệm nét tiệm game chầu chăm chú lắm có khi còn hơn là chầu thánh thể nữa thì mình phải tập trung mà phải không tập trung quên hết thời giờ quên hết tất cả chỉ tập trung vào đó giá yeah, mà con trầu thánh thể hoặc những anh chị em mình trầu thánh thể mà đam mê được như vậy thì tốt quá hay là lần chuỗi lòng thương xót xuống mà đam mê như vậy không cần biết gì nữa uhm, tại vì game nó cuốn hút mình vào không biết thời gian không biết không gian không biết đói không biết khát luôn đúng không vâng. Cả ngày con chơi từ sáng tới từ 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm á. những ngày chủ nhật á con chỉ ăn có gói mì tôm ăn à? à, mì tôm tại đó thôi. mà nhiều khi ăn có nữa còn nữa quên ăn mê chơi quên nó nở lên hết cỡ để vậy luôn anh chị có thể tưởng tượng 6 hồi sáng 12 giờ đêm không? Mà chỉ có nửa gói mì tôm chịu nổi không? Hy sinh hãm mình đấy chứ nhỉ? Cũng vất vả đấy chứ nhỉ? Mà tôi thấy một cái giải trí mà nó làm cho con người ta thành nô lệ như vậy Không ăn, không ngủ, không làm cái gì nữa Thì tôi thấy rõ ràng là một thứ thuốc độc Nó hủy hoại thể xác và tâm hồn con người Không còn là giải trí nữa thưa anh chị em Những người mà đang nghĩ rằng đó là giải trí Vui lòng tỉnh ngộ dùm tôi cái đây là lần nhắc nhở rất là mạnh để đừng bao giờ đi vào con đường đó nữa hãy rút chân ra khi mà mình mới có một chân xa lầy để hai chân mà nó xa lầy vào thì rút không ra được nữa đâu thưa anh chị em lúc đó hối hận cũng muộn màng rồi thân xác nó tàn tạ nó tả tơi nó te tua rồi nó tồi tệ lắm nói dối rồi ăn cắp rồi kéo theo biết bao nhiêu cái tệ hại khác trốn học rồi định lừa dối bố mẹ đủ mọi thứ lỗ chối lừa cả chúa luôn mình đi lễ mà mình đi trầu mà mình bỏ còn mình lừa cả chúa luôn ha à, đấy là mới chỉ một cái hay game mà thôi đã tác hại hại ghi gớm như vậy đó thưa anh chị em rồi sau đó là chuyện gì kế tiếp tôi mình kể cho mọi người nghe à, sau à, lúc nhỏ nhỏ thì chơi game xong à, lúc mà con bị ở lại lớp 9 á thì con đi học lại được có tuần à, là con à, bỏ học là coi như là không đi ngày nào nữa luôn. ở nhà thì cũng cứ tưởng là con đi học là cái năm này là năm con học năm thứ hai lớp 9 ở lại á là lúc đó con theo mấy bạn lớn lớn hơn con cỡ hai ba tuổi á là lúc đó con uh, tụ tập uh, đi chơi kiểu như là đi xe độ đồ này nọ cha, đi xe độ rồi tụ tập ăn tập ăn nhậu tập ăn nhậu với tập hút thuốc, tập ăn nhậu hút thuốc rồi uh, đi chơi bời rồi uh, kiểu như là cũng có tập bắt đầu tập hút bồ đà đó, cha ta Phật Bồ Đà bỏ trong cái cái điếu á mà sau một thời gian nói cho mọi người biết Bồ Đà là cái gì có khi không nói rõ thì họ lại bảo để, anh chút quanh thử rồi chết nói cho mọi người biết Bồ Đà là cái gì Bồ Đà là nó cũng như kiểu như cây thuốc phiền đó mà nó 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 phơi khô lên nó quanh quanh lại nó nó có cái bông cũng như bông giống như bông này luôn cha Y như bông này luôn mà bông cúc nhưng mà nó nhỏ hơn là Cắt cái đó ra, mình cắt mỏng, mình nhuyễn ra Mình bỏ trong một cái phiếu như hút thuốc lào đó cha. Ừ. Rồi mình hút Hút vô, bê, rồi cười Nói nhảm nhí với nhau, vui vậy đó cha dạ ừ. yeah. Mà chúng ta thấy nó đâu có dịch lại Game đâu, game nó sẽ nối tiếp Theo trốn học, bỏ học Rồi độ xe Rồi đi đua xe Rồi bắt đầu ăn nhậu Và dính vào con đường ma túy Bằng bước đầu tiên là hút bồ đà một chất gây nghiện và kế tiếp yeah, lúc đó thì, tại vì lúc nhỏ con cũng lan lắm như chơi với mấy đứa bạn nó tập trung là đứa nào cũng có xe đứa nào cũng cũng ấy hết mà thời điểm đó con cũng không có tiền mà mấy đứa bạn thì cũng không có tiền là tụi con kiểu như chơi như trên game mà tụi con cũng tính toán điền cắp rồi tìm đường bán rồi đủ thứ hết tụi con thời điểm đó điện thoại tụi con dưới xe Honda là tụi con ăn cắp nhiều nhất trong không, không có gì hết nhưng mà điện thoại con bỏ một lần bảy tám cái ở trong túi rồi đó đến nỗi mà ở trong xóm trong là con lúc nào cũng nói thằng này nó làm gì mà tiền nhiều á con nói có làm gì đâu đi nhông nhông có tiền thôi <laughs> là đi ăn, ăn, trộm ăn cắp điện thoại và xe để bán lấy tiền uhm, lúc đó bao nhiêu tuổi lúc đó con chỉ mới có 15 lăm thôi cha nghĩ sao ạ? bắt đầu khởi nghiệp từ năm 12 tuổi, ngài khởi nghiệp năm 12 tuổi bằng chơi game, sau đó mới 15 tuổi thì ngài đã biết ăn trộm ăn cắp, đó chúng ta thấy ma quỷ nó làm cho người ta gây gớp như thế, đó. 15 tuổi đã ăn trộm ăn cắp rồi cá độ rồi đủ mọi thứ chuyện trong đó, 15 tuổi lúc đó gia đình có biện pháp gì được chưa? À, lúc đó còn lúc đó mà cái lúc đó là vừa học lại nó lớp 9, được hai uh, 3 tháng á, là con không đi học á là đúng ra một cái là con mua xe độ rồi con đi ăn cắp chồng là con không có nhà ừ, bỏ nhà luôn con không có nhà nữa con đi ở với anh em bạn bè này ở chỗ này mà ở chỗ kia con... là, còn gọi là đi giăng hồ đó phải không dạ, bắt đầu dạ, bắt đầu đi gọi là kêu bằng đi bụi á ừ. dạ không có sống ở nhà rồi kế tiếp cuộc đời bắt đầu đi ra khỏi gia đình bụi bặm rồi nó sẽ luôn kéo mình từng bước từng bước như thế nào chia sẻ lại cho mọi người để những bạn nào mà đang lầm lỡ hoặc những bạn nào mà đang sắp xa cơ thì hãy mau tỉnh ngộ được anh em chúng con uh, tuyệt dài đi đứa con nhỏ nhất mấy bạn kia thì lớn con hai ba tuổi cũng đi móc xích uh, ở vùng tàu ở Sài Gòn rồi uh, đi đổ xe ra đi tìm đường dây bán xe là ban ngày chúng ban ngày con cũng đi làm thuê nói chung là cũng chỗ nào con cũng đi làm hết nhưng mà để đi làm để dò dò tối đi ăn cắp <laughs> tại ở tại ở trong làng dưới công an đồ cũng có con mời con điều tra hỏi tiền đâu mà con xài nhiều á con nó con đi làm thuê là có chung con cũng có đi làm đi làm cũng có tiền kiểu đi làm thì có lễ cha đi làm rồi nhưng mà buổi tối là chúng con để rành đường rồi chúng con đi ăn cắp chúng con đi uh, đầu tiên thì chúng con uh, tìm những quán cà phê đó cha mấy bạn mấy mấy cái người mà đi buôn bán đồ mà có tiền á là mới xài điện thoại đắt tiền như e 71 mốt e hai cha e bảy e hai mà con cầm một lần sáu bảy cái cho mấy bạn mà kiểu như không biết gì cầm về khoe cả làng vậy cha đi ăn cấp xong rồi đi khoe <laughs> đi cấp xa, đi cấp, xa, chứ đi cấp cười... xa, ừ, đi cấp xa xong về khoe giống như ta có. Vâng, uh, thưa anh chị em, À, cái máu giang hồ, cái máu anh chị, máu muốn ta đây Nó bắt đầu trỗi dậy từ 12 đến việc 15 tuổi Rồi sau đó um, kể tiếp cho mọi người nghe Bước chân uh, giang hồ Sau đó, đó con uh, Con chỉ là chủ yếu là chúng con, con uh, đi đổ xe, đua xe Rồi ăn cắp xe, đi đâu chúng con cũng ăn cắp xe đó Ăn cắp xe để đưa vô đó Mình không có tiền đổ xe á Thì ăn cắp xe đưa vô đó Thì cái tiền bán xe á Là nó sẽ làm xe đổ lại cho mình rồi còn mà điện thoại hay gì anh cấp để xài Rồi lâu lâu ở cuối tháng hay gì mà hay đi chơi hay gì mà với bạn gái hay gì mà kẹt tiền á thì lúc đó mới bán điện thoại một cái hai cái để để đi chơi dạ như mười tuổi đã có bạn gái rồi dạ có 15 tuổi con có quen một cô lớp 9 rồi ạ kiểu như là lúc đó cô đó cũng cũng không có biết con như vậy đâu mà cô cô đó cũng dễ thương lắm cha mối tiền đầu của con dạ yeah. Anh <laughs> chị em và các bạn à, Này viết thành uh, chuyện trong đánh thành bộ phim được ấy nhỉ Vâng 15 tuổi đã có mối tình đầu Và cô ấy lại cứ tưởng là đây là một chàng uh, là Hào hoa phong nhã Con nhà giàu có thứ bảnh bao Đâu biết rằng là uh, sáng thì đi chơi với nàng Tối thì anh cũng mới đi làm mà đi làm đêm Đúng rồi. Biết làm đêm làm gì không à, Con ơi học lấy nghề cha đó Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm á rồi sau đó thì cô đó có phát hiện ra con và cô ấy có còn mối tình kéo dài được bao lâu? nhà dạ, cô đó cũng không có biết gì hết cha. Kiểu như một số bạn bè của con á cũng có nói là con tiền xài hay là có này kia chỉ đi ăn cắp thôi. Nhưng mà cô nói chừng nào cô thấy cô mới tin. Nhưng mà cô không có thấy. Tại vì lúc đó còn bé mà cha, mới học lớp 9 mà đâu có biết gì đâu. Thì chúng con cũng quen nhau được gần năm á, nhưng mà mẹ có cổ thấy ở ngoài đó rồi quen con rồi đi chơi như này nó xong mẹ cổ gửi cổ vô trong Sài Gòn học ở trong đó rồi một ngày một nơi rồi kiểu như xa lâu á chúng con không có liên lạc với nhau nữa rồi kiểu như là coi hỏi là chia tay luôn á lâu quá không có gặp nhau cha giờ cô lấy chồng chưa? Dạ cô lấy chồng rồi còn tú minh lấy vợ chưa? Dạ chưa <cười> <cười> rồi à, kể tiếp cho một người nghe từ đó tôi mình truyền dài những cái gì nữa nói cho mọi người à, được đi chơi chỗ này chỗ kia thì à, biết được nhiều cái hơn những à, cái vùng thành phố như sài gòn hay gì á thì nó có những cái mà ở ngoài mình chưa có là bắt đầu chúng con chơi đến cờ bạc chơi đỏ đen đánh bài cha rồi chơi à, bầu cua nói chung là bên chúng con à, con cũng bắt đầu tập tành chơi đá À, trường, đá, chơi ma túy đá cha là lâu lâu mới chơi một lần thôi là 16, 17 tuổi là con uh, chơi một hai lần một tháng nhưng mà để chủ yếu là để thức đêm mà chơi cờ bạc đánh bài đó cha là để cho nó đỡ buồn ngủ mình cứ nghĩ là đó là một giải pháp rồi là không có nghiện không có gì hết nên mình cứ chơi chơi như vậy đánh bài đánh bạc thâu ngày thâu đêm vậy cha xong một thời gian lâu lúc đó anh em của con bị bắt hết bắt hết ba hai ba anh em mà con thì không có bị bắt kiểu như là cũng có từng dây mà kiểu anh em nó không có khai tại lúc đó con có một thời gian con gây tai nạn á con nằm viện lâu quá con nằm viện con đi, đi, đua xe rồi con tông kia con như kia thằng kia nó cũng chạy nó cũng chạy một bên nó cũng đua nhưng mà hai con tông nhau giữa ngã tư á nói thì không sao con thì gãy vai hai chiếc xe thì bấy lúc thời gian con nằm viện cũng cả hai ba tháng á cùng inox rồi xong rồi mấy anh em ở ngoài thì không có bị gì á cũng đi cũng đi làm trộm cắp rồi cũng này nó để kiếm tiền cha thì bị bắt hết Còn chỉ có mình con là bị tai nạn là không có bị bắt rồi xong rồi không có ai để cộng tác kiểu như là để đi một cặp đồ á thì con mới không không có đồng nào trong người hết năm năm ba tháng liên tục con không, không có đồng nào xài hết con cứ đi vòng vòng uống cà phê rồi đi vòng vòng nhậu ba cái gì tào lao với anh em ngồi chơi xíu về á bắt đầu con quay về nhà lúc đó là kiểu như nhà con cũng có thanh long á kiểu như thanh long lúc đó nó có giá là con bắt đầu mới về làm ở nhà là lúc đó con mới xài tiền nhà là cứ lúc đó mẹ cho con một ngày là chỉ có vài trăm nghìn thôi rồi con đi làm ở trong rãi thì cuối tháng mẹ cho năm ba triệu cha bên đêm mẹ con đi ăn cắp <laughs> <laughs> tưởng nó về nhà nó làm lại cuộc đời nó chứ ban ngày làm đêm lại đi ăn cắp ta thấy sức mạnh của sự dữ không? mình khó thoát lắm khó thoát lắm ừ, Chú chỉ có cho nó nằm bệnh viện thì nó mới không ăn cắp thôi chứ còn nếu mà nó khỏe nó lại chỗ vậy là nó đi ăn cắp nên có những lúc chúa cho mình có những tai nạn hay những sự cố nó xảy ra đó ngoài ý muốn của mình mà mình người khác nghĩ rằng đó là tai nạn Đó là không may Nhưng mà đối với Chúa thì mọi sự xảy ra Đều sinh ích cho người có lòng yêu mến Chúa Chúa cho thời gian nghỉ 3 tháng nằm trong bệnh viện Để mà hồi tâm hoán cải Rồi Chúa cho không có công ăn việc làm gì nữa Đói quá giống như đứa con hoang đảng Phải quay trở về nhà của mình Thằng con hoang đảng nó quay về nó sám hối Còn đây nó quay về để nó tiếp tục đi ăn cắp Mặc dù mẹ đã cho tháng Cả năm 7 triệu lớn lắm chứ thưa anh chị em hơn tiền lương công nhân bây giờ đó, mà hồi đó là cái đó là cái đề cả là mười mấy năm rồi rồi một ngày làm cả trăm ngàn như vậy là lớn lắm chứ đâu phải ít thế mà vẫn cứ tiêu vẫn cứ ăn cắp sự giữ nó cuốn hút cái anh chàng này từ năm 12 tuổi tới bây giờ nó vẫn tới lúc đó nó vẫn chưa tha rồi sau đó chuyện gì xảy ra nữa kiểu như lúc đó con thấy ở nhà thanh long có có giá bán nhiêu tiền là lúc đó con đang lầm vào cái cơ bạc cái cha nữa 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 biết nữa không biết á đang xem á là con cứ đi làm ở nhà là hôm là ai rủ đi con đi đánh bài đánh bạc là con lại đi rồi con mượn tiền những người ta cứ người 10 triệu 20 triệu thôi mà con mượn một cả một vùng mấy luôn cha mấy chục người á tính ra là cả mấy trăm triệu á cứ một lần con về tới nhà thôi là con biết một cái sớ mấy chục người, cứ người 10 triệu 20 triệu. Mà mẹ thở, mẹ còn, uh, cơn, up, rồi mẹ con thở, uh, mẹ con lên cơn huyết áp rồi mẹ con muốn chỉ muốn chịu tại chỗ luôn, kiểu như là không biết nói sao nữa cha. Rồi mà, ba con cũng la, ba con cũng có đánh con, rồi nói uh, ăn chơi rồi gì như vậy rồi tiền đâu mà trả cho người ta, giờ người ta lên nhà cả đống người á, ngày nào cũng có sáng tới chiều vô ra như chợ cha cứ lên đòi đòi tiền đó cha. Xong rồi mẹ con thấy cũng cho con cơ hội Rồi cũng uh, giải quyết với người ta là Trả từng người tháng, tháng này trả người này, tháng sau trả người kia Mà người ta thấy con nợ nhiều quá Cũng không có lấy tiền lời Chỉ lấy tiền gốc thôi Cũng gần một năm sau đó, mới trả hết cái số nợ đó cha Nhưng mà trong lúc làm trả nợ Thì con không có đường tiền bạc để con chơi cờ bạc nữa Con cũng không có gì để ra đường chơi nữa Thì ở nhà con chơi ma túy nhà con chơi mà túi đá, cứ không chơi được bạc chảnh thì con chơi bạc lẻ, cứ chơi ngày 200 300 mà túi đá cho nó qua ngày gọi là cầm cự chứ. Cứ hút ban đêm rồi ban ngày cứ đi vòng vòng ra vườn đi vòng vòng cho vui rồi tối lại hút. lúc trước con còn có khoảng 50 cân à. 50 kg à. Đến năm uh, con cỡ 17 tuổi á. Thì lúc đó con uh, nhẹ nặng luôn rồi, con uh, nhìn mà kiểu như là ban ngày con cũng không có ra vườn không đi đột nữa con phải hút cả ngày cả đêm vậy cha hút cả ngày cả đêm vậy á lúc đó con mới ở nhà con có xe có cổ có gì là con lấy con thế hết lấy ma túy lúc đó con không có cửa bạc mà không có ăn thua với ai đó chỉ lấy ma túy về rồi. hai ba anh em cùng nhau hút hay là có một hai bạn nữ mà quen quen biết nhau á là rủ lên hút cho nó vui à, cứ ngày nào cũng như ngày nào kiểu như là ngày nào cũng là thiên đường á cha chúng con kêu là ngày nào cũng vui cả đêm cả ngày <laughs> hôm trước xong mà con nhậu rồi con sáng kiểu như là không biết gì hết cha là không làm chủ được mình nhá tới năm 2014 đó, thì lúc đó con được 19 tuổi 19 tuổi thì lúc đó là con kiểu như là con lầm nặng quá rồi. mẹ con đưa con đi cai nghiện Như công an lên bắt con đó là đưa con đi cai nghiện ở vùng tàu lúc mà con kêu con đi cai nghiện thì con sáng con chửi con nói nghiện ngập gì đâu lâu lâu mới chơi lần mà ma túy đá chứ có phải cái heroin mà chích đâu mà nghiện mấy ông không biết gì hết hả <laughs> con con chỉ nói như vậy mà lúc đó con chả biết gì hết là nghiện đưa con vô trong đó cai nghiện thì con mới biết uh, lúc mà đưa con vô trong cai nghiện á là mẹ con á đưa cho con một chồng sách kinh về này bốn năm quyển sách mà trong đó có một cái quyển tâm thư lòng nhân hậu lòng thương xót Chúa với một cái tấm hình lòng thương xót Chúa ở sau có một cái uh, cái chữ uh, Cung kính lại máu và nước đã tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con con tin thác vào Chúa rồi có thêm một cái kinh uh, kinh dạy đó cái đó con vẫn thuộc lòng nhưng mà kinh đó thì không biết lúc đó là của cha hay là của ai mà cũng trong cái ảnh lòng Chúa thương xót đó cha là vô trong đó mẹ con bảo cho nó thuộc hết cái đó rồi mẹ con cho về lại vô con học liên lục luôn mới có hai tuổi là con đến về nhà con nói con thuộc hết rồi <laughs> cho con về đi con thuộc. mẹ kêu thuộc hết rồi thì đọc cho nhiều lần đi đọc nhiều lần rồi mới về mà con nói là lúc đó con nói kiểu như là con cũng ngáo con nói là không lẽ mình bị gia đình mình lừa ta đưa mình vô đây học học kinh tĩnh tâm mấy ngày rồi mình về Rồi mình thuộc hết kinh này cũng cho cho mình về là lúc đó con ở trong đó là con con lúc đó con chấp nhận ở trong đó là chơi với mấy bạn trước á thì mấy anh trước nó bày cho mấy anh sau rồi tìm uh, tìm đường uh, mua rượu chè chiều tụ tập ăn nhậu rồi kiểu như là mấy thằng về trước á thì nó có tiền rồi nó quăng mất vô cho con như uh, mấy thằng ở trong chơi là, là lúc đó là con nói thôi vậy ở đây cũng chơi được rồi thì cần đâu về nhà <cười> <cười> là lúc đó con mới chuyển sang cái đường là xin tiền là bình thường mẹ đứa con cho con uh, một tháng là một triệu rưỡi ngày năm mươi nghìn để xài uống cà phê hút gói thuốc rồi ăn bánh uống nước ngọt gì kiểu như đó đủ lúc đó là con xin mẹ con một tháng 5 triệu 5 triệu là để mới mới đủ tiền để cho mấy bạn về nó mua nó ma túy nó quăng vô cha xin 5 triệu rồi mà chưa tới một tháng là 5 triệu là hai ngày là con đã xin thêm lần thứ hai nữa rồi là cái như gối đầu mất 10 ngày cha là con đã xin thêm một lần nữa rồi mà mẹ con cũng không có biết là con đi uh, vô trong đó xài con con chỉ nói là khao bạn bè xíu mấy bạn bè đồ này nọ nhưng thực chất là hùn tiền lại đưa cho mấy thằng về trước đó, nó bằng đồ vô cho mình chơi mà kinh con học thuộc lâu lúc đó luôn kinh là lòng thương xót là lúc đó con học thuộc nhưng mà cái kinh mà lần chuối lòng thương xót đó, là con lại không thuộc con chỉ thuộc cái kinh mà nó dài thôi cái kinh lạy đức chúa giêsu con ra trước nhan chúa với thân phần khốn hèn của con con đau buồn vì lỗi mình á cái kinh đó là con thuộc hết là nhưng mà mẹ con vẫn không cho con về rồi với tôi tụi đó là mấy bạn trong phòng con là có bạn kia cũng có tiền nhà đại gia kêu bây giờ làm sao mà anh em ra khỏi đây được á là về nhà bạn nó bạn nó lo hết từ A đến Z hút hít cho đến bất cứ gì luôn. gần như là nhà bạn nó cũng giàu lắm cha. Là tôi đó tụi con là con nó vậy thì tối nay để con uh, tìm cách cho anh em về tối nay của tôi đó con đục tường. Tôi đó tôi đó tôi đó là anh nói anh em lên đồ hết là con đụng một cái lỗ to vậy này mà hai tiếng hồi là con đục xong cái lỗ rồi con ăn cắp một cái uh, cái uh, kiểu như cây uh, giống cây xà beng á cha cái cái cái, cái sông ở trên dựng y tế á là con đục một cái lỗ to thì là to mà anh em ra hết thay đồ tụi nó không có làm gì tụi nó thay đồ tụi nó chờ nó ra hết còn con nó đục xong con tắm rửa con thay đồ con bị bắt lại tụi, nó ra hết tụi nó về hết còn còn cái mình con vừa thay đồ xong vừa chu ra thì nó túm cái đầu con lại là con với hai thằng là đục là bị bắt còn anh em nó về hết là tết năm đó trong trường chỉ còn chỉ có ba anh em con là tụi con đục về hết sạch luôn <laughs> là bao nhiêu là ba anh em con chịu trận hết ba anh em con là... con với hai bạn kia chịu trận bao nhiêu là đánh dạ đánh rồi nó trả cho anh cho nó nhốt cả nhốt qua tết thế cha có thịt ra gì luôn cha kiểu như là cứ quá mà chẳng thà bắt lại hết thì nó đỡ tức mấy anh kia trốn thoát hết còn con ba anh con không... thì con lúc đó còn đổ thừa mấy anh kia đục đủ thưa mấy kia đục mà ba em không có dám đi đó, nhưng mà không có tin Kiểu như là nó kêu ba nó kêu mấy đó chả có sức mà đục mấy nó cài heroin nó cha chả có sức mà đục chỉ có ba mày ở lâu ba mày mới mới tìm cách trốn thôi mấy đó nó đi cài có tháng nó về nó trốn làm gì ừ, nhưng mà tôi cũng nghĩ là không có một cái đường cùng nào nữa để mà tại vì cái lúc đó mình bị bắt rồi mình bị xui xẻo rồi cha mà đúng lúc hai thằng bạn của con thì tới tết nhà nó lên thăm thì nó nói chuyện sao nhà nó cho nó về luôn rồi còn có mình con à còn có mình con với hai hai ba người là kiểu như tết người ta vô cai cắt cơn á là bốn người mà giờ nó nói còn có mình con như vậy giờ anh em cũng không còn ai rồi giờ người ta về hết còn có mình con giờ bị cô ở đây rồi chán nó con càng nghĩ càng cức gia đình càng càng kiểu như là về gia đình á con điện thoại về gia đình con chửi con nói đưa con ra khỏi cái chỗ này để cho con về chứ mẹ con thì lúc đó nghe con chửi điện thoại về mẹ con nói con ngáo vậy mà sao mà về mà mình nghĩ cứ nói vậy là con lại càng cức nhưng mà không biết sao được ơn chúa sao cũng hai tháng sau á mẹ con lại lên cho con về mẹ con như ba con lên nói thôi bây giờ ở đây mà ở như vậy tốn tiền như vậy á thì ở nhà mà phá cũng tốn tiền ở trong đây cũng tốn tiền như vậy á thì thôi muốn về nhà mà phá cũng được Tại vì ở trong đó một tháng là hết gần 10 triệu tiền đóng rồi tiền xài nữa là thành mười mấy triệu cha mười ba mười bốn triệu một tháng và bây giờ mười ba bốn triệu nhà con phá nó cũng vậy mà mà ăn được cái điện về gia đình chơi vậy á mẹ con cũng chán thôi cho con về con muốn làm gì cũng làm là lúc đó là con về về nhà được có tiếng hồi là con đi chơi mà túy lại à về nhà mấy anh em nó, 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 nó kiểu như là nó khao cha nó tụ tập lại năm bảy anh em rồi lấy mặt tý để chơi chơi còn chơi cả mấy tuần liên tục luôn chơi mà không ăn không uống mấy tuần luôn không ăn không uống chơi mấy tuần vậy luôn còn cứ chơi rồi xong rồi gặp một cái mấy cái, kiểu như mấy người mà người ta buôn bán uh, heroin hết cha. ừ. người ta nói bây giờ em cứ chơi đi anh đưa đồ cho chơi rồi uh, bây giờ em không có tiền trả thì mai mốt mày có mày trả chứ anh cũng trả đòi mày đâu là nếu con đi không khỏe, giờ chơi 5 7 tháng rồi mình tìm đường về gia đình rồi mình trả tiền cho người ta. Tại mình uh, 5 7 tháng thì mình tìm nhận binh đường biên đường Nó còn cái chơi là 500, triệu, 2 triệu. Bữa ngày. Không, con một ngày con chỉ chơi hết tầm uh, 300 400 thôi. Tại vì con nếu mà lấy lấy cái đồ đó mà lấy lấy ở ngoài á thì nó phải triệu mấy. Nhưng mà người ta cho con lấy số lượng tiền rẻ á, giá gốc á thì chỉ có 3 400 000 một ngày thôi. Là con chơi tầm mấy tháng sau con mới trả mà người ta tính lên tới 3 bốn triệu một người là còn thiếu 6 bảy mươi triệu không có tiền trả luôn rồi lúc đó còn lại lầm bộ cờ bạc đi vay tiền rồi này nó lại quay lại đường cũ tiếp rồi lúc về báo mẹ con nợ cái ba bốn triệu mẹ con lại xỉu luôn lúc đó mẹ con nói giờ tiền đâu mà trả giờ thanh long thì lúc nó có giá thì trả lúc nó không có giá thì đâu có tiền con cũng không biết làm cách nào hết á rồi xong rồi con bị công an bắt bắt con năm 2016, mươi là bị bắt cuối hai đầu hai là bắt con đi uh, cai nghiện uh, nhà nước đi một năm là con nói cái này khỏe rồi đi vô đó năm là coi như là ở ngoài đời là con không có nợ nần gì ai nữa hết á là mẹ con có trả được cho ai thì trả còn không trả được cho ai á thì uh, bây giờ mình bị bắt đó, thì thôi giờ chỗ đó nghỉ ngơi khỏe là con uh, bị bắt đi được một năm thì con về hai mươi cuối hai mươi bảy con về vừa về được một năm thì cũng có người thì người ta mẹ con trả cũng có nhiều người mẹ con không có tiền trả thì nó để mai mốt con về con trả thì lúc đó con về nhà thì tiếng con thì cũng sòng phẳng con về nhà là con cũng nói chuyện với người ta ai cho trả thì con sẽ trả cho người ta một nửa còn một nửa là con xin là lúc đó là con đã xin ba với mẹ con con lại quẻ rồi đi vay tiền ngân hàng đồ này nó để trả cho người ta để về con làm ăn rồi con bỏ được ma túy rồi nhưng mà về con, con bỏ được có tuần hai tuần đấy con xin tiền thôi chứ con không phải là bỏ luôn bỏ được một tuần hai tuần để kiểu như là thấy ngoan đồ đó là xin tiền xong trả nợ trả nần đồ hết xong á con đi làm ở trên rẫy được hai ba tháng á nhưng mà ngày thì làm tối thì chơi nhưng mà ba mẹ lúc đó ba mẹ không có biết chơi riết uh, hai ba tháng sau thì người nó gầy cha nó còn nó lại ốm lại còn có bốn mấy năm mươi ký nó gầy teo à không rồi công an nó chắc mẹ con cũng có bác công an công an nó, nó, dạo này nó mới về nó mập mạp mà giờ nó ốm teo à chắc nó chơi lại rồi là công an nó lại đi lùng con nó bắt con thì con đi trốn con không có ở nhà con đi chỗ này chỗ kia mấy tháng rồi ấy sau đó đầu hai mười tám nó lại bắt được con lần nữa thế này cho đi hai năm này cho con đi gấp đôi cho đi hai năm giờ trong, trong thời gian hai năm đó thì vô con đó lúc đó con cũng hai mươi tuổi rồi cũng kiểu như là tuổi mình nghĩ nó chỗ này đi cai về là mình sẽ bỏ hết mình làm lại bạn bè nó cũng gửi nhiều lá thư rồi cũng có gửi quà cái đồ á cũng có toàn là những lời khuyên không cũng có những người bạn chơi chung với mình mà nói giờ tao bỏ rồi đó tao bỏ được năm rồi mày cũng đi cai về cố gắng bỏ nhưng mà hai năm cai nghiện nó cũng trôi qua nhanh đó, cha nhưng mà những ngày mới vô á là con cũng có đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót cũng có ba giờ chiều con cũng có đọc kinh tại lúc nào mẹ con cũng dặn là lo mà đọc kinh cầu nguyện cho được bình an cầu nguyện cho ba mẹ thì con cũng đọc kinh là cầu nguyện cho ba mẹ ở nhà bình an thôi chứ cũng không cầu nguyện gì cho con hay cầu nguyện gì cho ai dạ xong có một ngày có thằng bạn của con đó nó nằm sát giường con nó kiểu như là hai anh em cũng chơi thân lắm mẹ nó nó đang thăm nuôi còn như nó đang thăm nuôi mà con thì thăm nuôi mẹ con ở bên đây mà nó thì cứ ngồi chờ mẹ nó qua wow, hay mẹ nó không tới cha Kiểu như chờ cả nửa tiếng hồ á Mẹ nó vẫn chưa tới Mà lúc đầu á điện là mẹ nó đang lên rồi Người nhà điện là mẹ nó đi thăm rồi Là được nửa tiếng sau á là người ta điện tới trung tâm Người ta nói là mẹ nó trên đường đi thăm nuôi à Bị tài, xe tải tai nạn tông chết rồi Lúc đó con nghe cái con nhẹ cả người luôn Mà bạn ấy cũng tỉnh táo bình thường à Con nói kiểu như là con còn nhìn được mẹ con ở trước mặt đó là con gần mừng nhưng mà cái lúc đó xong đó mà mẹ con về đó, là cái cảm giác bất an của con đó, nó nó kiểu như suy nghĩ về lỡ mẹ đi thăm hay mẹ đi dọc đường tai nạn như bạn đó là con hối hận không kịp hết da suốt suốt từ cái khúc, cái lúc đó cho tới mãi về sau năm bảy tháng sau đó, không có đêm nào con ngủ được hay là giờ nào mà con con không lo lắng cho ba cho mẹ hết kiểu như lúc đó con mới mới cầu nguyện cho ba mẹ thật tâm cầu nguyện cho ba mẹ được bình an để để con còn làm được cái gì cho ba mẹ Nghĩa là ngay sau khi con rời khỏi trại cai nghiện là con về là con sẽ báo hiếu lại cho ba mẹ con cũng cứ đọc kinh mỗi ngày cũng cứ lãnh hạt cũng cầu nguyện cho ba mẹ tới ngày con về về được hai ngày thôi là con lại chơi về hai ngày thôi là con có đi lễ rồi ai cũng nói mới về ngoan rồi đi chào anh em dòng họ ai cũng nói ngoan ngoãn mới về rồi lịch sử lễ phép nhưng mà ngày thứ ba là con lại ngày thứ hai tối thứ hai ngày thứ ba là con lại đi chơi rồi con đi chơi với bạn bè ở xa mà mục đích là chỉ là chơi một lần thôi chứ còn những, những ngày khác là không chơi nhưng mà chơi lần xong là trong con người mình như kiểu có ma quỷ á chơi lần rồi thì cứ chơi đi chứ còn gì ở đâu mà cai với nghiện là ngay nào con cũng chơi hết Lúc đó con về là con 24 tuổi rồi Ngày nào con cũng chơi hết Con chơi ba mươi mấy ngày liên tục luôn Là mẹ con nói bây giờ Đi cai nhà nước hay đi đâu đi tù Hay đi đâu nó cũng đâu có bỏ đâu Là mẹ con mới đi lên giáo điểm tin mừng đó cha Mẹ con là fan của cha Là lúc nào tháng nào cũng đi giáo điểm tin mừng Với bà ngoại với mấy người trong xóm hết là thấy có ở Đồng Nai á, cũng có một nhóm anh em tập trung lại với nhau để cai nghiện á. Được ơn Chúa rồi là nhóm anh thảo thảo ma cha thành gọi thảo ma là mẹ con mới nói hay là giờ lên uh, giáo điểm tin mừng lên uh, xin anh thảo cho con lên đó cai nghiện ở với em ở trên đó thì may ra là lúc đó là thấy con ở nhà chơi như vậy mới đi ca nhà nước về ba mấy ngày cứ ngồi trong phòng chơi mình á uh. thì mẹ con uh, được ơn chúa sau anh thảo uh, cũng nhận con cho mấy anh em ra đưa con lên uh, cai nghiện Ngày đầu tiên con lên cai nghiện thì kiểu như là con cũng ngáo cha Cũng sáng rồi cũng không biết gì hết á Mà thực chất mới chơi có 30 ngày mà đã sáng lắm cha Tại mình không không làm chủ được mình, không biết mình là ai hết Thì lên cai thì con uh, lên ngày đầu thì con thấy Có anh em cũng đọc kinh lòng thương xót buổi chiều Rồi có những anh em thời gian rảnh thì lên cầu nguyện suy tư á Là con nói ở đây cái bên đảo mà cũng có cái vụ cai nghiện này nữa ta Chẳng là chỉ có nhà nước hay là gì hết cha nhưng mà lúc đó con cũng chưa thấm được cha Con đi cai là có tháng thôi là con điện về gia đình con nói Con đi cai cả ba năm nay là bây giờ con phải về Làm sao đó làm chứ con không có ở đây Thì mẹ con nói thì con ở đó tháng đi rồi về Thì nó đủ tháng rồi con về là Lúc đó con nói với anh Thảo với bá là cho con về Chứ con không có nghĩ anh gặp gì nữa đâu Kiểu như lên đây là ơn Chúa rồi Là con về, con về xong được mấy bữa là con lại chơi con lại chơi mà lần lần nào về là con cũng chơi nặng hơn hết mấy lần đầu á, là con còn chơi năm bảy anh em là riết chơi riết là con bị bắt hoài cha là con nghĩ mấy người đó báo công an bắt con sau đó con chơi có mình con khỏi ai báo luôn mà vậy cũng bắt hết cha vậy mà cũng bị bắt là công an lại bắt con lần nữa là chuẩn bị đưa con đi nghị định đó cha đưa đi nghị định 2 năm á, là lúc đó mẹ con lại đưa con lên anh thảo ở là công an nó bây giờ đưa lên cho anh thảo ở thì uh, cai nghiện ở trên đó thì uh, cai nghiện cho nó lâu rồi này nó cho đàng hoàng về á chưa cai nghiện mà mới đi được có tháng rồi về như vậy thì đâu bỏ đâu rồi xong rồi đưa lên trên đó ở thì lên trên đây ở con ở tới đây là cũng uh, 5 năm rồi cha từ 2019 đến giờ 2019 là con lên Thảo ở đến giờ là thời gian con lên đó là được uh, được ai cũng thương quan tâm động viên hết đặc biệt là anh hai chị hai với ba với mẹ là động viên con trong thời gian con ở tầm gần năm là thời thời giờ con thời gian đó là con về á rồi động viên con ở lại cai nghiện đây đi rồi ở trên đây với anh em con cũng đọc kinh lòng thắng sót mỗi ngày cũng cầu nguyện như ai ơi nhưng mà thực chất lúc đó con cũng chưa được chúa ngấm vào con mà con cũng chưa có hòa mình vào với chúa kiểu như là con cầu nguyện theo cái kiểu là như đói ăn cơm vậy thôi chứ chả phải là yêu mến chúa nhưng mà từ khi mà có quán cà phê khát vọng đó, là được cha và các anh mở cho anh em mà ở lâu đó, có một cái nơi để mà tập trung rồi đi bác ái rồi uh, thăm uh, tập thăm gặp những người nghèo những uh, hoàn cảnh khó khăn những người mà còn cần đời để sống đó, còn mình thì uh, mặc kệ đời chả cần quan tâm gì hết cha là lúc đó con cảm nhận ra một điều là nếu mà mình cứ nghiện ngập hoài như vậy á cứ cứ vết xe đổ cứ đi lần nào nó cũng quay lại như vậy á thì mình thiệt là có lỗi và hèn lắm nên con quyết tâm ở lại với anh em Đã hứa với lòng là không bao giờ mà con sẽ tái nghiện lại cái trường hợp này nữa tại nó nhiều lần quá là sau một lần được uh, mấy anh em đi lên cha rồi uh, có kêu con nói uh, tụi mình hay là chở vũ anh anh khoa kêu tụi mình chở vũ lên cha thu âm nghe bài giảng mỗi ngày lúc lúc đầu mà con đi thì kêu con đi á, là con nói con chỉ ngày ngày hai ngày á, theo tua nhau chở đi chứ ngày nào con cũng chở đi là sao được thì kiểu như là con chưa được uh, chưa được ơn đó cha con chở vũ đi hai ngày á lúc đầu lên cha thì kiểu như là con nghe cha giảng với uh, trực tiếp á thì con con thấy nó con suy nghĩ nó thấy nó đã Thật. tại vì con thấy cha giảng cả ngày mà cha chả mệt mỏi gì hết còn con ngồi nghe con cũng con nói nếu mà ngồi nghe mà mệt như vậy mà cha không mệt là là mình là cha được ơn Chúa và mình cũng được ơn nữa ở nhà con hay nghe bài giảng của cha con mở máy nghe hay là con nghe bằng điện thoại cha nhưng mà không bao giờ bằng nghe bằng trực tiếp tại nghe lời Chúa nghe trực tiếp nó, nó đã cha xong rồi cứ hàng tuần tới thứ bảy như là con mang tới ngày đó để lên cha năm giờ là con đã dậy rồi dậy để chuẩn bị để tới giờ đó đi rồi con uh, được uh, ơn uh, thứ hai nữa là con bỏ được rượu là trước uh, đây cỡ hơn một năm á, là lúc nào con cũng rượu chè hết lên ở với anh em về chứ chiều chiều uh, sau giờ làm hay chín giờ giờ con lại lén lén đi với anh em rồi nay thì muốn sinh nhật bạn này mai kêu đi đám cưới bạn kia mốt thì lại kêu đi ăn ăn cái gì đó rồi lại làm bài long nhưng mà con thì lần nào con cũng nhậu cả lít lít mấy cho say em đi chân cao chân thấp con về hết cha kiểu như trong người nó không không chơi ma túy thì chuyển qua rượu là kiểu như không có ma túy thì con ma hát nó tìm đến con rượu rượu nó lại tìm đến con rồi con lại cờ bạc nữa nhiều khi con không có cờ bạc ở trên ngoài đời nhưng mà con cứ nghịch nghịch ở trên điện thoại trên cờ bạc mạng á cha con lại dính vô hai cái đó xong rồi khi mà con lên cha thì con được cha cầu nguyện với các bạn luôn quan tâm và ủng hộ và kiểu như là kiểu như là các bạn cũng có một lời động viên đồ cho mình ấy cha là con cũng vượt qua là cái bản thân mình là con bỏ được rượu chè với cờ bạc mà mấy lần con về làng thăm anh em đồ đó mà cũng mua bia rượu hay mua mồi đồ nhậu cha mà con nói là giờ con không có nhậu nữa mà ai cũng nói thiệt không chơi ma túy á thì người ta nể một thôi mà không rượu chè cờ bạc nữa người ta nể mười à, tại cái này người ta không thể tin được là con đã bỏ cái đó luôn đó cha nhưng mà thực chất con cũng không tin được là con bỏ được cái rượu mà tuy là con hứa với lòng con phải bỏ phải cai bằng được tìm mọi cách để con cai nhưng mà rượu chưa bao giờ con tìm cách con cai vậy mà con lại cai được dạ thưa cha con được ơn chúa như vậy hallelujah hallelujah Hallelujah. À, Thưa anh chị và các bạn, tôi quý để anh ấy kể hết cho nó liền mạch câu chuyện cuộc đời của anh quay trở về. Và khi chúng ta nghe xong, thì cái cảm giác của mỗi người đều thấy rằng là không thể chịu nổi, không thể chịu nổi ở cái chỗ đấy là nó cứ được ít bữa nó lại bị ít bữa nó lại bị, ít bữa nó lại bị. Và cái người mà phải chịu đựng nó nhiều nhất đó là ai? Người mẹ. Người mẹ là người mà cưu mang rồi Sinh ra cưu mang dạy dỗ Lúc mình chán quá Nó ở trong trại nó cũng thế Mà nó về nhà nó cũng thế Cũng tốn như thế Và cũng nghiện ngập như thế thì thôi Nó muốn ở đâu nó ở Nó muốn làm gì nó làm Buông xuôi không thể làm gì được nữa Người mẹ đó xỉu lên xỉu xuống Vì những cái sớ mà nó mượn nợ Đưa về Mẹ cứ phải trả Cứ phải trả Bây giờ làm sao bây giờ Giữa đứa con của mình Mình sinh ra đứt ruột không thể bỏ nó được Mà bây giờ cứu mang nó thì lấy gì để mà cứu mang Có những gia đình phải bán nhà, bán đất đi để mà trả nợ Cuối cùng không còn gì cả Mà đứa con nó vẫn chẳng quay trở về Thế chị em thấy từ lúc mà 12 tuổi Bây giờ là anh 30 tuổi là vậy là bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 18, 18 năm trời 18 năm trời Bà Monica bà khóc với Augustino là bao nhiêu năm? mươi năm phải không? Nhưng mà Augustino chỉ có mỗi tội là khô khan rồi chạy theo thế gian thôi Chứ đâu có đến mức độ mà phải trả nợ đâu Monica đâu phải trả nợ dùm cho Augustino Monica đâu phải là um, đâu có cờ bạc, đâu có rượu chè, đâu có xì ke Chỉ là ăn chơi rồi có một uh, Quen với một cô gái rồi có một đứa con ngoại hôn thôi Rồi không có đi đến với Chúa thôi Nhưng mà vẫn là người trí thức, vẫn là người đồng hoàng tử tế chỉ vì không đến với Chúa thôi coi như một đứa con mà nó khô khan ngoài lại con này thì từ lúc 12 tuổi nó đã bắt đầu bỏ Chúa rồi mà và suốt thời gian 18 năm đó cũng có lần chuỗi đó nhưng mà nó nói cũng có một lần đó nhưng mà là lần mà thôi mà cầu nguyện mà thôi chứ chưa có Chúa Chúa chạm nhưng mà nó không cho Chúa chạm thì đúng hơn vì những thứ mà chứng minh nó là Hết ma túy thì tới ma men Cũng là ma thôi Cũng là một thứ ma mà nó tìm một cách nó cuốn hút Nó tìm một cách nó kéo con người mà Tìm một cách nó khống chế con người Thua keo này thì nó bày keo khác Đi chỗ nào nó cũng đi theo Trong trại nó cũng đi theo Và trong đó nó còn ghê gớm hơn Đến mức độ mà nó bảo Ở trong đây chơi được như vậy Thì cần đi ra ngoài trại làm cái gì đi chơi có người canh gác bảo đảm cho mình ngon hơn Ở ngoài thì chơi có khi bị bắt Còn đây đã ở trong này rồi còn bắt đi đâu nữa giờ Chính cái nơi mà cai thì là cái nơi mà Nó cung cấp cho nó ăn ở để nó, nó, chơi Thì còn đi đâu nữa làm cái gì Không được Hết trại này đến trại kia mẹ cũng chán lắm rồi Monica đi theo đứa con mình Augustino vừa cầu nguyện vừa khóc Nhưng mà đâu phải trả nợ Đâu phải đau khổ như là bà mẹ này và mẹ đến mức độ mà xử đúng một đứt ruột, đứt gan ra Vì đứa con mình nó cứ như thế, cứ như thế và cứ cứ như thế Nó cứ nay nó nói ngoan lắm Mọi người thấy nó quay trở về Mốt nó lại quay trở về cái đường cũ Cứ vậy đường xưa lối cũ, cứ vậy đường xưa lối cũ Cứ hai ba ngày dính, hai ba ngày dính Thoát được ma túy thì lại dính cờ bạc Thoát được cờ bạc thì lại dính rượu chè Tứ đổ cái tường Còn cái, cái cái, tường kia thì đã đổ ngay từ đầu tiên Lúc mới, mấy, mấy tuổi? cái tường đầu tiên cờ bạc này rượu chè này à, hút sách này trai gái này cái tường mà cái tường cuối cùng là tường đổ đầu tiên trai gái đó, năm mười mấy tuổi cuộc tình đầu mười à, lăm tuổi nó dính rồi tôi có hề là gì đâu Tứ đổ cứ nó chẳng bỏ cái gì cả mà nó cứ đi theo con người tội nghiệp này suốt mười tám năm trời anh chị em nghĩ đi mười tám năm trời mười tám năm trời chỉ có quyền năng lòng thương xót Chúa đằng đẵng theo Đằng đẵng theo hết chỗ này, hết chỗ kia, hết chỗ này, riêng chỗ kia Lúc nó đọc kinh, lúc nó có ảnh, lúc nó thế này, lúc thế nọ Lúc nó nóng, lúc nó mưa, lúc nó sốt sáng, lúc nó bỏ Chúa vẫn cứ đằng đẵng theo Và cái trận cuối cùng là đưa về giáo điểm tin mừng Để gặp gỡ được nhóm Thảo Ma và cai nghiện với lòng thương xót Chúa Bây giờ gọi là trại xuân hợp Bây giờ đó cũng gần hơn trăm anh em Cũng chỉ bằng lần chuỗi lòng thương xót Chúa Nghe bài giảng lòng thương xót Chúa Rồi anh em đùm bọc yêu thương lấy nhau Bằng sức mạnh của quyền năng lòng thương xót Chúa Chứ không phải bằng bất cứ một cái gì khác Và đó thì tuyệt đối không có chuyện mà Thầy, thầy gì đó Thầy hàng vào, tuần hàng vào đó Anh em phải tự mà cai với nhau tự mà cứu lấy mình bằng sức mạnh của Chúa như tôi mình đã nhiều lần thú nhận là rất nhiều lần muốn rồi nhưng mà không thể được ma túy nó kéo mình xuống cho nên phải bằng sức mạnh của lời cầu nguyện bằng quyền năng lòng thương xót Chúa bằng tình huynh đệ anh em với nhau nâng nhau kéo nhau để đi lên chứ không kéo nhau mà đi xuống vực thẳm mà ra ngoài chiến hữu mà vừa mới ra khỏi tù được ít bữa là chiến hữu đã đến rồi đúng không vừa ra vừa đến rồi. hả? Dạ vừa ra vừa tới nhà thôi là đến rồi. Nó hay ở chỗ đó mới tránh ai công an báo nó chắc chắn là không. Chú muốn thứ ma lực khủng khiếp với nhà là đến rồi. Mà chơi một mình có thể một mình có thể khai được nhưng mà bạn bè đến nghĩ rằng mừng mà mừng mày trở về mừng mày trở về bằng cách cho mày hơn một điếu đó thì cũng như không rồi, rồi, rồi kéo mày đi về chỗ nhà tù trở lại thôi nhưng mừng cái gì? Tôi nghe xong câu chuyện này tôi thấy rằng đúng là Chúa làm Đúng là Chúa làm Đến mức độ mà về tất cả phê khát vọng rồi Mà vẫn còn bị dính vào hai cái khác, mà Cái được ma túy lại dính vào cờ bạc Và dính vào rượu chè Anh em ở đó phải chịu đựng nhiều lắm Phải kiên nhẫn với tu minh nhiều lắm Cứ lên bờ xuống ruộng Lên bờ xuống ruộng suốt như vậy Cuối cùng bảo vậy thì đưa tu minh lên đây Để ngồi nghe giảng anh chị em biết là ngồi nghe từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối đâu có đơn giản 12 tiếng đồng hồ. Vì chúng tôi chỉ có làm một tuần có hai ngày là thứ bảy và chủ nhật. ngày thường anh em nó bận hết, không có thể rảnh được. Ngày thường thì tôi rảnh nhưng mà các em nó bận thì tôi phải cố gắng tôi làm suốt từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối 12 tiếng đồng hồ. Đâu dễ dàng gì nghe một bài là thấy đủ ngáp chết rồi chứ nếu mà không có ơn Chúa ta hỏi thật tôi mình lần bước đầu tiên con lên con ngồi mà nghe suốt từ 9 giờ sáng đến 8 giờ sáng 8 giờ tối lúc đó có cảm giác của con như thế nào? Dạ lúc mà đầu mà nghe ngạ bài đầu tiên á thì con cảm thấy kiểu như là đã lắm cha được nghe trực tiếp rồi mình còn lần thế là thích mình nghe bài thứ hai cũng được thế, tới buổi chiều nghe bài thứ ba thứ tư là bắt đầu cảm thấy nó 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 nhàm và chán rồi. Ừ. Kiểu như là con uh, nghe được khúc nghe khúc thì uh, kiểu như nghe không 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 ấy vậy đó. Nhưng mà con uh, kiểu như chiều tối tới khuya con thấy cha tập trung giảng từ sáng đến tối luôn, cha vẫn tìm những cái uh, câu hay, những cái ý hay, những cái uh, lời để cha giảng cho mọi người á. Mà cha ngồi uh, yên như vậy mình thì muốn nằm mình mới nghiêng con gì nghe mình đi đi lại cũng được là bây giờ con mới tập trung lại để nghe nó cha giảng hay quá như vậy, cha bỏ công sức cha trên đó cha giảng mình phải tập trung nghe rồi có những cái bài sau cho tới bây giờ thì bài nào con cũng tập trung cố gắng và nghe được và con nghĩ uh, chúa cũng ban cho cha sức khỏe nhiều và được uh, ơn chúa thánh thần chứ con nghĩ người thường chả bao giờ mà làm được một hai bài thì có thể nói được nhưng mà sáng tới chiều bảy tám bài có khi chín bài mà con nghĩ nó không phải là một chủ đề mà nó nhiều chủ đề mà khác nhau mà không có bị lập mà, không, mà cha thì không có soạn là cha cứ giảng theo cái kiểu cái lòng thương xót là chúa ban cho cha nói cái gì là cha nói cái đó những cái con nghe là con thấy là thở rất là thấm dạ. mình nói thật với anh xem và các bạn Tụi mình nói đấy rất là đúng anh chị em thử tưởng tượng coi một người ca sĩ mà hát trên sân khấu mà không có khán giả hát nổi không? Mà hát rà rã 10 bài một ngày mà bài nào cũng phải hát như nhau chứ không thể bài này hát hay xuống bài hát bảo thôi tôi mệt tôi hát đại khái rồi bài kia bảo thôi thì tôi hát sơ sơ thôi vì tôi mệt không tại vì khi người ta nghe mỗi ngày đâu có biết là ngày hôm nay là bài đầu của buổi sáng thì nó còn hăng rồi ngày thứ hôm sau là bài buổi chiều nó, nó xuống đâu họ đâu biết họ vẫn nghĩ là mỗi ngày là một bài mới mà nhưng mà làm sao mà có thể ngày nào cũng làm được vì mình chúng tôi đâu phải là có điều kiện như là những cơ quan khác như những tổ chức khác vì đây chỉ là một cá nhân mà thôi đâu có phòng thu âm đâu có những phương tiện đâu có những chuyên viên rồi cũng chẳng có vốn liếng chẳng có gì cả chỉ có một tấm lòng khao khát đem lòng thương xót cho đến mà sở dĩ chúng tôi có thể làm được đó là nhờ những người như tú minh như những anh em đã được ơn mà quay trở về được ơn chữa lành đó là sức mạnh giúp chúng tôi đó là động lực đó là động cơ đẩy chúng tôi tiếp tục đi đi cho đến như là follow chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững được đức tin chạy đến cùng đường vẫn giữ vững được đức tin tín thác vào quyền năng lòng thương xót chúa bài nào cũng phải như bài nào và nói với tất cả trái tim của mình với tất cả niềm sắc tín của mình chứ phải nói cho nó xong cho nó qua nếu tôi nói với chúa nếu mà khi nào mà con chia sẻ mà con không còn một tí hứng thú, không còn một tí lửa nữa thì con Đó là con dấu chỉ cho con biết là chú bảo xong rồi long Hoàn thành nhiệm vụ con sẽ không bao giờ làm một lần thứ hai nữa Nhưng mà chưa bao giờ tôi bị mất cái lửa đó Điều đó là dấu chỉ cho bảo, chú bảo tôi rằng Mày cứ làm đi con, có tạ với con Dù không có ai Dù chỉ cần một người nghe thôi và chỉ cần một người trở lại là cũng đủ rồi Ngày xưa nói trước 50.000 người ở giáo điểm tin mừng gì nói trước 5 người cũng vẫn là lửa đó cũng vẫn là lòng thương xót ấy vẫn cứ tư tưởng ấy vẫn là con người ấy không có gì thay đổi tôi nói với Chúa khi nào mà con thấy không còn lửa nữa khi nào mà con ngồi trước anh em mà con thấy không còn gì để nói nữa lúc con xin phép lạy Chúa hoàn thành nhiệm vụ có thể Chúa đem con đi, đi. được rồi xong rồi Chúa bảo chưa con làm cứ làm đi khi nào ta đem đi thì ta đem mày không phải tính trước là cái gì cả Bà, vậy thì được, còn cứ làm. bây giờ mà thấy con không loong làm, làm gì nữa, không nói nữa thì cả thế giới biết rằng con đã không còn trên trái đất này nữa rồi, được không? nhà dạ được. <laughs> à, có lẽ cũng là hết giờ rồi. À, cảm ơn chúng Minh đã chia sẻ cuộc đời của mình, à, không phải dễ đâu thưa anh chị em. nói những cái điều tốt, những điều hay, khoe thành tích hay là nói về những cái công nghiệp, sự nghiệp của mình thì ai cũng có thể nói được. Còn nói cả cuộc đời tu minh đã dạy anh em có thấy cái gì tốt không? Không thấy cái gì tốt cả. Mà em nói một cách rất là bình thản. Như thử là đó là một thước phim đang được quay lại cho mọi người thấy. Không mặc cảm, cũng chẳng tự tôn. Tôi là như thế. Sống thật với con người của tu minh nó là như thế. Mà mọi người thấy nó là như thế. Chẳng nhưu diếm, chẳng đệ điệm, chẳng có khách sáo mà cũng chẳng có màu mè gì cả cứ đều đều mà kể lại cuộc đời của mình từng thước phim từng thước phim từ 12 tuổi cho đến 30 tuổi 18 năm trong vòng 45 phút với tất cả những nét xấu chẳng thấy được nét tốt nào chỉ có một điểm duy nhất đó là bây giờ con đã được Chúa biến đổi con đã được Chúa sờ chạm và con là một con người được giải thoát khỏi ý. quyền lực của ma quỷ sư dữ đó là cờ bạc rượu chè si kè và trước khi chia tay thì có những món quà gửi tặng tu minh à, tu minh có quen người này không dạ quen à, là người vẫn đồng hành với tu minh và tất cả các bạn trong nhóm truyền thông của lòng thương xót chúa và có thể chú dùng chính những người bạn này để đồng hành với tu minh cũng như đồng hành với những bạn khác để mình không bị ma quỷ sư giữ nó kéo mình giật mình khỏi vòng tay của lòng thương xót Chúa. Chúa nhờ mỗi một người hãy cầm lấy tay tu mình. Chúa nhờ mỗi một người hãy cầm lấy những tay bạn của mình để giật lại khỏi bàn tay của ma quỷ. À, người tặng tôi mình chuỗi tay con to không biết đeo chuỗi này có vừa hay không ráng đeo thử coi. <laughs> đây là chuỗi mình coi vừa con chuỗi mình coi con. Vâng. Đây là máy radio bài giảng lòng thương xót Chúa Đem về cho mẹ và cho mọi người ở dưới quê của con Đây là máy sống đời chứng nhân Một ngày nào đó, sang năm, có máy sống đời chứng nhân 2 Thì họ sẽ được nghe những chia sẻ của con qua chiếc máy sống đời chứng nhân 2 Vì đó là những chương trình của Đệ Mẹ chủ Nhật Và đây là chuyện sư tích cũ Có cháu chưa? Dạ có Đưa về cho cháu nghe chuyện sư tích cũ trong lòng thương xót và đây là cuốn kinh nguyện lòng thương xót Mà Tu Minh uh, có kinh mà bảo là con không biết là đâu Thì đây là trong cuốn sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa Và đây là cuốn con đường tin thác Gửi tặng Tu Minh uh, Cuộc đời của cha cũng có lúc nó cũng bế tắc Cũng phải tin thác vào Chúa Nếu không tin thác vào Chúa Chắc chắn cũng không còn ngồi với Tu Minh ngày hôm nay Cảm ơn con Và đây là nhật ký uh, những lá thư không gửi Và uh, viết kỷ niệm 32 năm chủ trước đi mục xin người uh, tặng tôi mình. À, con cảm ơn cha. Con cũng uh, có mấy lời nhắn nhủ với những bạn, đặc biệt là những bạn thân của con hoặc những bạn gần nhà của con và những bạn cũng có một cái hoàn cảnh uh, nghẹn ngập như con. À, đến một lúc nào đó, một cái độ tuổi nào đó, mình có chơi bời, cho dù nhà mình có điều kiện hay mình không có điều kiện đó, thì đến một lúc nào đó mình cũng phải có một cái điểm dừng và chúng ta hãy dừng lại Khi mình còn có thể Mà mình dừng Dừng một cách mà Theo bản thân mình Theo theo cá nhân mình thì mình không thể nào dừng được Mình phải tìm đến Ơn trên Tìm đến lòng thương xót của Chúa Cầu nguyện khánh ngài Chúa Chỉ có Chúa mới giúp mình vượt qua được Những cảm bẫy Những cái sự giữ Những cái mà nó kiềm chặt mình còn uh, theo bản thân của mình thì không có một cách nào trên đời này để giúp một người mà không được ơn của Chúa mà bỏ được ma túy hay là bỏ được cờ bạc đều chạy hết. À, trước khi kết thúc, uh, tôi mình có thể hát tặng cho mọi người uh, một bài hát mà con tâm đắc nhất được không? Dạ vâng, con xin uh, gửi đến mọi người một bài hát, con xin một chỗ của nhạc sĩ Vũ Đình Ân ạ. À. Con xin một chỗ nhỏ nhoi Trong trái tim của Chúa mà thôi Để con chôn vùi tội lỗi Tháng năm qua bỏ Chúa trong đời Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha Trái tim Chúa đầy tình thiên tha Trái tim Chúa ôi thật hài hà Trái tim Chúa đầy lòng xót thương Trái tim Chúa đầy lòng mến thương Trái tim Chúa như cửa thiên đường Để đưa ta về suối nguồn yêu thương Con xin một chỗ bình yên Trong trái tim của Chúa tình yêu Để con yêu Ngài mãi mãi Hàng năm qua bọt chẳng chun phai tan trái tim chúa dòng lượng thứ tha trái tim chúa đầy tình thiên tha trái tim chúa ôi thật hài hà trái tim chúa đầy lòng xót thương trái tim chúa đầy lòng mến thương trái tim chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương